Với bộ lông dày dài và những bước đi chậm chạp, và động vật này như đến từ một thế giới khác. Tổ tiên của chúng bắt nguồn từ thời khủng long. Như vậy, loài động vật với hình dáng kỳ lạ này đã tồn tại được hơn 60 triệu năm. Đó là loài thú ăn kiến khổng lồ, những kẻ lang thang đơn độc và nhút nhát trên những cánh rừng và thảo nguyên ở miền Trung và Nam Mỹ. Mặc dù thú ăn kiến phổ biến với số lượng lớn, nhưng chúng ta biết rất ít về loài động vật này. Gần đây đã có thêm những nghiên cứu làm sáng tỏ hơn về sinh vật tuyệt vời này. Roraima, một tiểu bang của Brazil, nằm ở phía bắc của đất nước, bao phủ chủ yếu bởi rừng mưa nhiệt đới và những thảo nguyên xanh, đan xen là các con suối và hàng cọ rợp bóng. Mở ra cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu về loài thú ăn kiến ở cự ly gần. Thú ăn kiến dù to lớn nhưng lại là một sinh vật nhút nhát. Tại Brazil, số lượng loài này đã giảm đi 1/3 trong 10 năm trở lại đây. Ở các nước như Paraguay và Argentina, loài động vật này đã bị tuyệt chủng. Đó là lý do vì hành được các phương án phát triển để bảo vệ giống loài này. Tiếp cận thú ăn kiến không phải là điều gì quá khó. Nhưng khứu giác của chúng thì cực kỳ nhạy bén. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách lưu lại mùi hương của mình tại các vết cào trên cây. Cách giao tiếp này cũng mang ý nghĩa phân bậc trong thế giới thú ăn kiến. Vị trí vết cào càng cao, sức mạnh của con thú càng to lớn. Bằng cách này, thú ăn kiến có thể tiếp tục cuộc sống đơn độc của mình mà vẫn cập nhật được tình hình. Đơn giản là như vậy. Thú ăn kiến không có chỗ ở cố định. Khi cảm thấy mệt sau những cuộc công phá kéo dài, nó sẽ đào một rãnh đất nông để nằm nghỉ ngơi vào ban ngày, khoảng thời gian lên đến 15 tiếng đồng hồ. Khi đã ổn định được chỗ nằm của mình, thú ăn kiến sẽ phủ kín người nó bằng chiếc đuôi rậm rạp, một cơ chế ngụy trang hoàn hảo. Nó có thể yên tâm nghỉ ngơi dưới bóng râm khi thời tiết trong ngày lên cao đỉnh điểm trước khi tiếp tục quay trở lại công việc tìm mồi. Một con thú ăn kiến cần tiêu thụ 30.000 con kiến hoặc mối mỗi ngày. Thú ăn kiến tập trung vào công việc của nó đến nỗi không nhận thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Điều này sẽ dễ dàng hơn để Lia Mockinghoff có được những bức ảnh chụp loài vật từ khoảng cách gần. Những bức ảnh của cô giúp xác định chính xác số lượng loài thú ăn kiến ở khu vực này. Hình dạng và độ dày của các viền lông trắng giáp với những mảng lông màu đen giúp cô nhận diện từng con thú một cách dễ dàng. Cô còn đặt tên cho chúng. Khi thú ăn kiến đi khỏi hố đất mà chúng vừa đào, Lydia đến kiểm tra để tìm kiếm những con kiến. Cô muốn biết loài kiến nào mà chúng thích. Lydia biết rõ thú ăn kiến kén cá chọn canh như thế nào. Vì thế, cô thu thập một vài con kiến để xác định tên loài trong phòng thí nghiệm.
Một thói quen của thú ăn kiến là khi nó cảm thấy bị đe dọa, nó quay sang một bên để làm cho chính mình trông to lớn hơn. Nhưng hành động đó không bảo vệ thú ăn kiến từ các mối nguy hiểm thực sự vẫn còn đang ẩn nấp bên ngoài. Khi nương rẫy được đốt trong những tháng mùa hè nóng và khô, ngọn lửa đôi khi có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đối với nhiều loài động vật, điều đó chắc chắn đồng nghĩa với cái chết. Ngọn lửa đang dần dần tiến đến gần hơn, khói và bản thân bị hoảng loạn khiến cho con vật liên tục chạy quanh. Hy vọng duy nhất của nó bây giờ là đi tìm nước để phủ ướt lên người. Nhưng cái chết cũng đến với những con thú ăn kiến ở những nơi không ngờ tới. Nhiều lái xe không phanh lại khi thấy thú ăn kiến. Các con kiến đang bận rộn vận chuyển nguồn thức ăn ngược xuôi. Nhưng khi con thú ăn kiến xuất hiện, sự huyên náo bắt đầu diễn ra. Hình ảnh cho thấy thú ăn kiến không dùng miệng hút kiến, nó dùng chiếc lưỡi dài và dính của mình để bắt con mồi. Chỉ đến khi không chịu được những vết cắn của các con kiến trên lưỡi mình thì thú ăn kiến mới chịu rời đi. Với móng vuốt cong, nó gạt bỏ những con kiến bám dai dẳng trên thân mình một cách dễ dàng. Với móng vuốt sắc như dao cạo, thú ăn kiến được trang bị tốt để bảo vệ bản thân chống lại những kẻ thù to lớn. Chúng dồn trọng tâm về hai chân sau, đứng thẳng người và sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt. Tuy nhiên, thú ăn kiến là một sinh vật nhút nhát và giống như hầu hết các loài động vật hoang dã khác, chúng sẽ chọn chạy trốn hơn là chiến đấu. Những kẻ săn mồi cô đơn này cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng có thể theo đuổi công việc yêu thích của mình trong hòa bình và tĩnh lặng. Một chuỗi các hoạt động của thú ăn kiến là ngủ, sau đó là tìm nước uống, tắm rửa và rồi tiếp tục tìm mồi. Với mắt thường, chúng ta gần như không thể nhìn thấy con thú ăn kiến đang tiến lại gần là con cái với con của nó ở trên lưng. Thú ăn kiến chỉ sinh ra một con mỗi năm. Ngay sau khi sinh, con non sẽ trèo lên lưng của mẹ nó và ở trên đó 9 tháng tiếp theo. Những con thú ăn kiến, kể cả khi đã đến tuổi trưởng thành, vẫn muốn được mẹ mình chăm sóc. Trong 9 tháng nuôi dưỡng, thú ăn kiến mẹ sẽ dạy cho con non những loại thực phẩm cần thiết và nơi tìm thấy chúng. Hầu như thú ăn kiến mẹ không đề cập gì đến tập quán giao phối của loài. Vì thế, các nhà sinh học vẫn đang tìm kiếm lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi bí ẩn.